không vì điều phục nhãn mà học, không vì không điều phục nhãn mà học, không vì điều phục nhĩ tĩ thể thân ý mà học, cũng không vì không điều phục nhĩ tĩ thể thân ý mà học, không vì nhãn nhiếp phục hay di chuyển mà học, không vì nhãn hướng vào hay an trụ mà học, không vì nhĩ tĩ thể thân ý nhiếp phục hay di chuyển mà học, cũng không vì nhĩ tĩ thể thân ý hướng vào hay an trụ mà học. Này thiện dũng mãi khi các Bồ Tát học như vậy là không học về sắc, không vì vượt qua sắc mà học không học về thanh hương vị xúc phát, không vì vượt qua thanh hương vị xúc phát mà học. Không học sự phát sanh của sắc, không học về sự tiêu diệt của sắc, không học sự phát sanh của thanh hương vị xúc phát, không học về sự tiêu diệt của thanh hương vị xúc pháp, không vì điều phục sắc mà học, không vì không điều phục sắc mà học, không vì điều phục thanh hương vị xúc phát mà học, cũng không vì không điều phục thanh hương vị xúc phát mà học. Không vì sắc nhiếp phục hay di chuyển mà học, không vì sắc hướng vào hay ăn trụ mà học, không vì thanh hương vị xúc phát, nhiếp phục hay di chuyển mà học, cũng không vì thanh hương vị xúc phát, hướng vào hay ăn trụ mà học. Này thiện dũng mãi khi các Bồ Tát học như vậy là không học về nhãn thức, không vì vượt qua nhãn thức mà học, không học về nhĩ tĩ thiệt thân ý thức, không vì vượt qua nhĩ tĩ thể thân ý thức mà học, không học sự phát sanh của nhãn thức, không học về sự tiêu diệt của nhãn thức, không học sự phát sanh của nhĩ tĩ thể thân ý thức không học về sự tiêu diệt của nhĩ tĩ thể thân ý thức không vì điều phục nhãn thức mà học không vì không điều phục nhãn thức mà học không vì điều phục nhĩ tĩ thể thân ý thức mà học cũng không vì không điều phục nhĩ tĩ thể thân ý thức mà học không vì nhãn thức nhất phục hay di chuyển mà học không vì nhãn thức hướng vào hay an trụ mà học không vì nhĩ tĩ thể thân ý thức nhất phục hay di chuyển mà học cũng không vì nhĩ tĩ thể thân ý thức hướng vào hay an trụ mà học